Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay sẽ vẽ các bạn một cái gọi là cái họa tiết hình nút thắt nhé. Mà đặt này nói chung thì nó không có khó, nhưng nó hơi rối mắt một tí thôi. Bạn chưa có theo dõi mình vẽ 2D nha các bạn nè. Rồi ok, mấy cái bài này chung là nó dễ nó các bạn nè, khó vậy một tí, nó chỉ có hai bị nhầm lẫn đi thôi. Rồi các bạn bỏ ráng ràng buộc xong số cho nó. Sau khi xong một cái mình tạo một cái mặt phẳng 30 độ nhé. Rồi ok. Đó. Tạo một cái mặt phẳng. Rồi, hợp với góc 30 độ nhé. Ok, đó các bạn quan sát nhé. Rồi đó. Cho một cái blend ở đây. Dưới này mình sẽ có thiếu cái gì hết rồi. Mình sẽ vẽ một cái trục ở đây chứ các bạn nhé, một cái trục ở đây. Rồi ok. Đó nó tạo cái mặt phẳng qua cái trục đó, và học cái mặt phẳng bên này một góc rồi 30 độ ấy. nhập số độ, số độ vô rồi ok. Rồi bây giờ tôi sẽ vẽ, mình quan sát cái góc nó đúng hay chưa, nó dễ nhầm cái góc nha các bạn ha. Rồi ok, rồi đó. Tiếng Anh chúng ta sẽ vẽ rồi ta vẽ cái phần họa tiết na ná như vậy luôn nhé. Rồi ok, nó sẽ vẽ một cái cung tròn đây rồi một cái đường đó. Sau khi vẽ xong ta ok, cái đó được một cái, hai là được hai cái, còn hai cái nữa nó cũng tự tự như vậy nha các bạn ha. Mà về cái này nó không có khó mà nó hay bị nhầm lẫn nha các bạn. Rồi đó, chúng ta về tiếp nha các bạn. Tôi sẽ tạo một khoảng ở đây, mình làm chậm để bạn quan sát này, dễ bị nhầm đó. Rồi ok. Đó, mình tạo cái mặt phẳng nó ở đây nhé. Rồi đó, hợp với lại đây nhé. Rồi ok, bạn cứ vẽ thử đi. Ok nha, mình hành mạnh vẽ 2D nhé.
các bạn vẽ tương tự như vậy thôi. Rồi đó, rồi tiếp theo tạo một cái mặt phẳng ở đây, chúng ta kéo cái mặt này, nói chung là nó hơi rườm rườm ra chứ nó không có khó đâu các bạn ha. Rồi ok, và vẽ một cái mặt ở đây là gần xong các bạn. Rồi ok. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ vẽ cái đường đó. Rồi ok, sẽ vẽ một cái đường đó. Rồi. Cùng cái đường đường cái đường 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 thẳng. Rồi đó. Rồi, nó nhập số liệu vô cho nó. Đó, chúng ta quan sát coi như thế nào rồi, như là nó bị sai rồi, sai chúng ta bắt đầu ta sửa này. Đó, cái của mình nó chạy chạy không đúng rồi các bạn, thì sửa cái mặt này nha. Đó, mà cho cái mặt này nó nhập cái chỉ nó khác khác đi, còn nó xoay đâu. Rồi nó xoay không trúng, mà trúng nó phải xuyên qua cái khe giữa hai cái đường này cơ. Đó, vậy cái này nó dễ nhầm nhầm lẫn nhớ các bạn, nhập không 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 số số khác này. Cho nó xoay xoay vô trong rồi đó các bạn. Rồi, được rồi đó các bạn ơi. Rồi, nó xoay vô trong rồi đó, xoay qua được rồi, qua hai cái khe của nó rồi ok đó. Bước cuối cùng mình dùng lệnh swept nhé, ok swept là nó sẽ ra. Trước khi swap mà sẽ vào sketch 3D, chúng ta lấy dấu một lần luôn, swap swap một lần nha các bạn ạ. Dấu 3D tạo thành một cái đường thẳng, một cái đường luôn nha. Rồi ta tiến hành mình swap rồi, nó chọn hết một đường đó luôn, và mình nhập vào kích thước của đường kính nó vô là sẽ ra được. Rồi đó ok, đúng ok rồi, quan sát nhé. Đó, vậy là hôm nay không quá khó. Video của mình đây là kết thúc nha các bạn ha. Thấy hay thì ủng hộ và giúp mình nhé. Rồi mình tạm biệt các bạn ở đây. Hẹn gặp lại bạn ở những video sau.